Trường hợp đuối nước khi bơi ở bãi biển cũng có các điểm tương tự với đuối nước ở trên cạn như ao hồ, sông, suối. Nó có thể xảy ra nhanh chóng và âm thầm vì người chết đuối không thể gọi giúp đỡ do đường thở của họ bị đóng. Ngoài ra, người bị đuối nước sau khi qua khỏi giai đoạn hoảng loạn, họ sẽ hoàn toàn tập trung vào việc giữ khuôn mặt của họ trên mặt nước, đầu hướng lên trời và cố gắng với để leo lên. Sóng và sự di chuyển của dòng chảy xa bờ, còn gọi là ao xoáy, càng làm tăng thêm sự hoảng loạn. Các mối nguy hiểm thường thấy ở bãi biển bao gồm các dòng chảy của nước và sóng. Vì vậy, một vài kiến thức về chuyển động của nước sẽ giúp bạn hiểu nguyên nhân tại sao chúng nguy hiểm. Sóng được tạo ra bởi gió. Gió càng mạnh và thổi càng lâu sẽ ảnh hưởng đến kích thước và sức mạnh của sóng. Sóng đẩy nước lên bãi biển. Và khi năng lượng của sóng đã hết, nước rút trở lại về phía biển. Tùy thuộc vào địa hình dưới nước, những dòng chảy này có thể đi thẳng ra biển hoặc đi qua vùng nước sâu hơn trước và sau đó ra biển. Một dòng chảy, hay còn gọi là dòng chảy xa bờ hay ao xoáy, cũng giống như một con sông trên đất liền. Không có cái gọi là dòng nước ngầm. Không ai bị kéo xuống dưới nước cả. Tất cả các dòng nước đều di chuyển, nhưng nước sâu hơn vì phần đáy biển ở đó thấp hơn. Sự hoảng loạn có thể khiến ai đó chết đuối, nhưng họ không bị kéo xuống dưới nước. Sóng mang nước lên bãi biển và dòng chảy hoặc dòng chảy xa bờ đẩy nước ra khỏi bãi biển. Sóng lớn hơn có nghĩa là nhiều nước ập vào bờ hơn. Do đó, các dòng chảy xa bờ sẽ mạnh hơn vì khi đó có nhiều nước di chuyển trở về biển hơn. Thông thường, những người không bơi giỏi sẽ nhìn xuống nước và quyết định bơi ở nơi có ít sóng hơn vì trông có vẻ an toàn hơn. Nhưng thực tế đó là nơi nước đang di chuyển trở lại biển. Đó là nơi nguy hiểm nhất. Nếu không may rơi vào tình trạng đuối nước hoặc bất cẩn, họ sẽ bị dòng chảy đẩy ra xa bãi biển. Nếu bạn thấy mình bị đẩy ra biển trong dòng chảy xa bờ, hãy nhớ rằng dòng chảy không đi xa. Chúng thường chỉ đi qua nơi sóng đang đánh vào bờ và nước nông hơn ở cả hai bên của dòng chảy. Đừng cố gắng bơi ngược lại với dòng chảy vì bạn không thể làm vậy. Các dòng chảy xa bờ hoặc ao xoáy này thường di chuyển thậm chí còn nhanh hơn những vận động viên bơi lội Olympic. Thường thì bạn sẽ không bơi ngược dòng nếu bạn rơi xuống sông, mà bạn sẽ bơi vào bờ. Làm tương tự như vậy khi ở bãi biển, bơi băng ngang qua dòng chảy hoặc bơi song song đường bờ biển. Bơi đến nơi có sóng, và sóng sẽ giúp đẩy bạn trở lại bãi biển. Nếu bạn không bơi giỏi, hãy cố gắng giữ bình tĩnh và ngửa ra để cơ thể nổi trên lưng và ra hiệu giúp đỡ. Một lần nữa, chúng ta cần loại bỏ rủi ro, cô lập mối nguy hiểm hoặc giảm mức độ nghiêm trọng nếu có tai nạn xảy ra. Loại bỏ rủi ro bằng các cách: không bao giờ bơi một mình, bơi tại các bãi biển có nhân viên cứu hộ tuần tra, để ý các biển báo an toàn, để ý các mối nguy hiểm và tránh những nguy hiểm đó. Đừng đánh giá quá cao khả năng của bản thân. Nếu không tự tin, hãy mặc áo phao. Để cô lập mối nguy hiểm, ta nên bơi ở nơi sóng đánh vào, không phải nơi dòng nước chảy ra, luôn ở gần trẻ nhỏ trong tầm với tay, không bơi sau khi uống rượu. Nếu bạn thấy mình gặp vấn đề, giữ bình tĩnh và ngửa ra, nổi trên lưng. Bạn sẽ không bị chết đuối nếu bạn ở trên bề mặt nước. Gọi trợ giúp, sử dụng tay và chân của bạn để di chuyển đến nơi an toàn. Phao đồ chơi của trẻ nhỏ không thể đảm bảo an toàn cho bạn. Nếu ai đó cần giúp đỡ, trấn an họ, gọi trợ giúp và cố gắng tiếp cận với họ bằng cách ném một cái gì đó cho họ như dây thừng hoặc phao. Nếu bạn phải xuống nước, luôn luôn cầm theo thứ gì đó có thể nổi. SSVN hợp tác với Surf Life Saving Service, tổ chức hàng đầu ở Úc về cứu hộ thủy nạn trong hơn 115 năm và là thành viên của Liên đoàn Cứu hộ Quốc tế. Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo nhân viên cứu hộ và an toàn bãi biển, thiết bị cứu hộ và tư liệu giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế được cập nhật mới nhất cho người dân Việt Nam. Vui lòng tham khảo thêm thông tin bên dưới. Bạn có thể tải xuống ứng dụng SSVN miễn phí. Ứng dụng này sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về những việc cần làm cho người đã được vớt lên khỏi nước.